chào tất cả mọi người và anh em thợ máy. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với mọi người một cái van dò điện trên dòng xe Lugo đấy. Thì chiếc xe này hiện tại là của khách hàng đã đi sửa và thay cả rơ le đè, thay cả sạc bộ hết rồi nhé. Nhưng mà xe mới đi tầm khoảng 2 mô là hết điện. Thì bây giờ mình sẽ quay vào xe và chia sẻ với mọi người những nguyên nhân của cái xe này. Và sau anh em nếu gặp van này anh em xử lý cho nhanh. Và nếu mọi người và anh em cảm thấy video này của mình hữu ích thì mọi người nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ và chia sẻ giúp mình. Xin cảm ơn cả mọi người. Thì bây giờ mình sẽ quay vào xe và chia sẻ mọi người. Thì chiếc xe này là chiếc xe Lovo LX nhé mọi người nhé. Thì con xe này hiện tại là khách hàng đã đi thay một con rơ le đè. Thì con xe này là đã được thay con rơ le đè không đúng chủ loại của nó mọi người nhé. Thì sáng nay mình đo thì nguyên nhân cũng không phải là do con này, và mình đã lắp một con rơ le đè đúng nguyên bản đè zin của nó cho mọi người nhé. Và thứ hai nữa thì xe này là khi mà xe nó bị hết điện thì chắc là anh em thợ là cũng tư vấn cho khách hàng là lên sạc độ cho mọi người nhé, để cho sạc nó khỏe đi cho đỡ hao bình. Nhưng mà hiện tại thì xe của mình vẫn hết bình, và con bình này thì cũng nó cũng thay được hơn 1 năm rồi thì mình cũng nói đến nữa. Nhưng mà cơ bản nhất là thay cả rơ le đè và thay cả cái con sạc này các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay vào đồng hồ và mình đo xem hiện tại con này nó dò điện là bao nhiêu vôn nhé mọi người. Ok, thì để đo được cái dòng dò này thì mình cũng chia sẻ với anh em rất là nhiều rồi, và đặc biệt là trên dòng xe của Yamaha, nhất là dòng xe Lovo. Thì để mà đo được cái dòng dò thì anh em cần chọn đồng hồ thang đo điện áp là DC-volt nhé mọi người nhé. Thang đo điện áp một chiều. Rồi anh em tháo cái cọc mát của bình ắc quy ra, một đầu que đen của đồng hồ thì anh em kẹp vào cọc âm của bình ắc quy, và que đỏ của đồng hồ thì anh em kẹp vào cái dây mát còn lại vừa tháo ra. Thì tiêu chuẩn của nó là khi mà anh em là tắt khóa điện thì đồng hồ nó không được phép dò nhé mọi người nhé. Thì hiện tại mọi người để ý đây giúp mình, thì hiện tại con này đang dò đến tầm khoảng 8 V. Rồi mình đặt lớp 200 cho anh em dễ nhìn. Con này mình đang để lớp 20 dB nhé mọi người nhé. Bây giờ mình chuyển sang lớp 200 luôn. Thì con này đang dò đến 8 V nhé mọi người nhé. Rồi ok. Thì trong trường hợp này thì rất nhiều anh em là nghĩ là nó bị dò điện là trước khóa đúng không? Có nghĩa là bị dò IC. Đa số là anh em là nghĩ là bị dò IC hoặc là bị cái đoạn dây ở dưới gầm mà nó bị mục, bị lát hoặc là bị mô ve hoặc bị đoạn mạch, thì nó cũng xảy ra hiện tượng như vậy. Thì con này bây giờ dây dợm vẫn còn nguyên, mình chưa có chuyển điện nhé mọi người nhé. Mà mình sẽ rút trực tiếp hai cái rắc của IC này ra xem xe của mình nó còn có bị dò điện nữa không. Ok, cháu rút ra rồi. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại một đồng hồ một lần nữa. Thì hiện tại con này mình rút IC ra mọi người này. Thì cái dòng dò của mình nó có giảm nhé mọi người nhé. Thì điện nó xuống còn 4 V. 4 V như này. Nhưng mà nó như này là vẫn đang ở trên mức cao nhé mọi người nhé. Thì xe của mình vẫn bị dò điện. Rồi tiếp tục. Bước thứ hai nữa là mình sẽ rút một con sạc này ra. Rút con sạc này ra xem điện nó còn dò không mọi người nhé. Rồi con sạc thì mình đã rút giả sạc ra mọi người này. Ok chưa? Rồi điện vẫn còn dò. Rồi tiếp tục là con rơ le này, sáng là nghĩ là do bị dò điện ở con rơ le này. Nhưng thực tế là mình cũng rút cả con này, bây giờ mình sẽ rút cả cái rắc hầu xì này từ cái rắc ở con rơ le này ra xem nó còn dò không mọi người nhá. Rồi ok, cháu rút ra rồi. Khi mà mình rút ở đây ra thì đồng hồ của mình nó có hết dò nhé mọi người nhá. Nhưng mà ngược lại là sao? Khi mình rút ở đây ra thì không có nguồn điện đi từ dưới, có nghĩa là cái này mình đã chia sẻ rồi. Thì điện ắc quy từ bình ắc quy sẽ đi qua cái dây màu đỏ to này và trong con rơ le đè này. Và từ rơ le đè này nó sẽ qua cầu chì và cấp điện lên hệ thống trên xe nhé mọi người nhá. Trong trường hợp mình rút tại đây ra là thứ nhất là nó sẽ không có nguồn điện cấp cho IC là một. Và thứ hai nữa là không có nguồn điện cấp lên trên đồng hồ tắp lô. Thì mình rút ra như này thì cỏ mình nó hết dò nhé mọi người nhá. Thì mình có kể kết luận luôn. Trường hợp đầu tiên thì mình đã rút IC ra thì mình kết luận luôn là không phải dò bị trước IC. Và trường hợp thứ hai mà rút tại đây ra mà nó hết dò thì mình kết luận luôn là nó bị dò đồng hồ. Thì ở trên mặt đồng hồ này nó sẽ có hai nguồn nuôi đồng hồ nhé mọi người nhá. Một nguồn trước khóa và một nguồn sau khóa. Thì nguồn trước khóa ở trên này nó là cái nguồn để nuôi hệ thống chip ở trên đồng hồ đấy nhé mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ ghim lại cái rắc ở dưới con rơ le đè kia, ghim lại rắc này.
Rồi bây giờ mình sẽ ghim lại mọi người nhá. Và mình sẽ cắm lại cái rắc đồng hồ này, và sau đó mình sẽ quay lại vào chân đồng hồ cho anh em xem. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại đồng hồ. Thì hiện tại con này của mình đang bị dò, vẫn dò nhá mọi người nhá, dò tầm khoảng 4V. Bây giờ mình sẽ rút cái rắc đồng hồ ra để xem là xe của mình nó còn dò điện hay không. Đây, bây giờ mình sẽ rút cái rắc này ra nhé mọi người nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ rút ra này và mình sẽ quay lại đồng hồ xem xe của mình nó còn dò điện không. Rồi ok, thì mọi người để ý giúp mình. Thì hiện tại bây giờ xe của mình đã hết dò, bây giờ nó chỉ còn 0.1V đến 0.2V thôi. Như này là xe của mình không dò nữa. Trong trường hợp mà anh em rút ra để mình loại trừ, ví dụ mình rút rắc đồng hồ ra thì mà nó hết dò thì mình kết luận luôn là trên cái đồng hồ này của mình nó đang bị dò ở trong cái mạch đồng hồ này nhé mọi người nhé. Thì ở trong này thì có hai trường hợp, hai cách xử lý. Thứ nhất là một là mọi người sẽ tháo ra cái mạch đồng hồ ra, có thể là trong quá trình sử dụng là một là cái bên của mình nó ẩm, nó chạm chập thì có thể anh em tháo ra xử lý hò nóng, sấy nóng, sấy khô cho nó hết không. Và cái trường hợp xử lý thứ hai là nhanh nhất thì ở trên cái rắc đồng hồ này nó sẽ có hai nguồn nuôi, là một nguồn trước khóa và một nguồn sau khóa. Thì anh em chỉ cần chuyển cái dây màu đỏ này cho mình sang dây màu lâu là dây sau khóa. Rồi bây giờ mình sẽ cắt chuyển cái dây màu đỏ này sang dây màu lâu để xem xe của mình nó còn dò điện hay không nhé mọi người. Trong trường hợp mà vẫn còn dò điện thì bắt buộc anh em phải tháo đồng hồ ra. Còn đây là cách xử lý là nhanh nhất, là anh em chuyển dây màu đỏ sang dây màu lâu. Mình làm cái video này để chủ yếu là chia sẻ với tất cả những anh em thợ mới, anh em đang học nghề nhé mọi người nhé. Anh em chưa có va chạm nhiều. Và nếu anh em xem được cái video này thì anh em tham khảo để sau anh em gặp những cái trường hợp ở trên dòng xe này thì anh em có thể xử lý cho nó nhanh và nó chính xác nhé mọi người nhé. Thì khi mà xe nó bị dòng dò ấy thì đo, cách đo thì mình đã chia sẻ với anh em rồi, là đo, một là đo bằng đồng hồ, hai là anh em có thể sử dụng thêm một cái bóng led để mọi người đo nhé. Và khi mà nó bị dò như vậy ấy, thì anh bắt buộc anh em phải dùng phương pháp loại trừ, một là mình nghi ngờ những cái khu vực nào điện có nguồn điện nuôi trước khóa thì anh em phải rút ra trước. Và trong nhiều cái trường hợp là khách hàng lắp thêm những thiết bị chống trộm hay định vị vào thì nó cũng bị, cũng có thể là bị dò trên những thiết bị đấy, nên là khi anh em làm là anh em phải cần hết sức lưu ý vấn đề đấy cho mình nhé. Trong thời gian tới thì mình sẽ chia sẻ với anh em nhiều hơn về cái hệ thống mạch đèn led cũng như là chân nguồn đồng hồ, mạch chân nguồn đèn led, để mọi người sau mọi người gặp những cái xe đấy là mọi người có thể xử lý được luôn. Thì bây giờ đại đa số, bây giờ tất cả những dòng xe của Honda hay Yamaha ra thì bây giờ đa số là sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng là mạch bóng, mạch đèn led mọi người nhá. Nếu mà anh em không có kiến thức cơ bản, anh em không nắm được thì sau này anh em cũng rất là khó kiểm tra. Mình nói ví dụ thôi, một cái đơn giản thôi, trên dòng xe SH hiện tại đời mới bây giờ, khi mà cái mạch đèn xi nhan của mình nó chết thì anh em cũng phải biết cách kiểm tra nhé mọi người nhé. Tại vì ở trên dòng xe SH là khi mà xi nhan của nó có cầu chì xi nhan nhé mọi người nhé, khi mà xi nhan chết thì anh em cũng cần phải biết cách kiểm tra. Thì đấy là không phải như dòng xe phổ thông là anh em cứ kiểm tra dơ le đâu. Dơ le ở đời xe phổ thông thì chỉ 2 giây, nhưng dơ le ở xe đời mới này nó có 3 giây. Nên khi anh em làm gặp ban là anh em phải biết cách xử lý, đo xem có nguồn cấp vào không. Nó cũng như cái kia thôi nhưng mà nó khó, phức tạp hơn một tí. Thì sau gặp những dòng xe đời cao thì mình sẽ làm chi tiết hơn để chia sẻ với người và anh em thợ. Nói chung là cái về cái hệ thống mạch điện này anh em nếu mà càng làm thì nó thấy nó càng hay. Mình cũng rất thích là có thời gian để mình nghiên cứu, nhưng mà hiện tại bây giờ nó quá cái nhiều việc. Mình nhiều khi là mình cũng không có thời gian nhiều để mình dành nghiên cứu sâu. Thì đại đa số bây giờ những anh em thợ mới là anh em chưa có phải lo cơm áo gạo tiền và không phải lo tất cả mọi cái. Thì khi mà anh em có thời gian thì anh em lên làm sao, không làm nghề thôi, mình đã làm nghề rồi thì mình phải chịu khó tìm hiểu để làm sao để mình nâng cao kiến thức, thứ nhất là cho bản thân mình và sau này mình phụ vụ cái công việc của mình. Còn nếu mà anh em không biết thì anh em không làm được thì anh em lại phải bắt buộc là phải đẩy cho anh em khác làm hoặc là để cho khách hàng đi. Và nếu mà như thế thì dần dần mình sẽ không có thương hiệu và mình sẽ mất khách mọi người nhé. Cái thời gian chết đấy thì anh em lên cố gắng làm sao mỗi ngày mình trau dồi tầm khoảng 1-2 tiếng. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ ghim nó lại, mà không biết nãy giờ là anh em thợ của mình đấu đúng chưa. Thì khi mà anh em làm ở trên bất cứ một cái hệ thống mạch điện nào, nếu mà anh em không biết là dây trước khóa và dây nào dây sau khóa thì anh em nên có một cái bút để anh em thử. Không cần, mình cũng chả cần phải biết, mình cũng chả cần phải dò cái gì cả. Mình không cần phải chân nguồn gì, chỉ bằng kinh nghiệm thôi, là khi ví dụ như cái chân này, những cái màu ở đây, nếu anh em nào mà không biết được vị trí chính xác thì anh em có thể dùng một cái bút, một cái bóng để anh em thử nhá. Anh em chỉ cần kẹp ra mát
và tắt bật chìa khóa là mình sẽ xác định được cái dây nào là dây trước khóa và dây nào là dây sau khóa. Thì đấy là những cái kinh nghiệm làm thì anh em cần phải lưu ý, thì sau anh em gặp bất cứ một cái xe nào anh em cũng có thể xử lý và làm được nhá. Không nhất thiết mình phải thuộc màu dây, không nhất thiết mình phải thuộc vị trí chân. Rồi đấy là cái kinh nghiệm để làm mình làm. Rồi bây giờ mình sẽ ghim nó lại và mình sẽ bật chìa khóa lên xem nó còn dò điện không. Tắt bật chìa khóa xem còn điện rồi không. Rồi bây giờ mình đang bật chìa khóa này mọi người này. Tắt chìa khóa này, bật chìa khóa này. Khi mình bật chìa khóa lên thì nó có nguồn điện 12V. Rồi 12,5V, ok chưa? Và mình tắt chìa khóa này mọi người này. Rồi ok. Thì cái điện của mình bây giờ đã xuống 0,2. Như này là đạt cho mọi người nhé. Và cái tiêu chuẩn dò của nó là chỉ viết được là 0,01, 0,02 tùy từng đời xe. Nếu trong trường hợp mà nó dò đến tầm khoảng 1V, 2V là anh em cần kiểm tra lại. Không thì xe của mình đi sẽ bị nhanh hết điện cho mọi người nhé. Thì đấy là cái nguyên nhân dò điện ở trên dòng xe Lovo LX này. Và nếu mà anh em sau anh em gặp thì anh em rút đi xe ra rồi mà vẫn không hết dò điện thì anh em nghĩ ngay là cái nguồn trước khóa nó vào đồng hồ nó bị dò nhé mọi người nhé. Thì cái cách xử lý là anh em có thể là cắt cái dây màu đỏ chuyển sang dây sau khóa. Thì đấy là cách xử lý nhanh nhất. Rồi ok. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Và nếu mà anh em cảm thấy hữu ích thì mọi người nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ và chia sẻ giúp mình. Rồi ok. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.